chị lại đến nữa à? Lại đến là sao? Chị xem bao nhiêu nhưng mà có mua nhà đâu. Đừng làm phiền tôi nữa. Ngoài cửa có viết đến xem nhà là được ăn cơm miễn phí. Làm gì có quy định chỉ đến được một lần. Thế tức là chị đến chị ăn thôi đúng không? Mua nhà phải từ từ xem xét. Làm sao mà mua ngay được? Thế chị đã quyết định mua chưa? Thái độ của cô thế này tôi không mua nữa. Làm gì có tiền đâu mà mua. Biến ra ngoài đi. Trời ơi, nhân viên đuổi khách. Có chuyện gì đây Linh? Dạ, bà cô này đến xem nhiều lần nhưng mà có mua đâu ạ? Lại còn ăn vạ nữa chứ. Chủ tịch, tại sao hôm nay chủ tịch đến phòng sale ạ? Chủ tịch, tôi không đến đây kiểm tra thì làm sao biết được thái độ của các anh chị làm việc như thế nào? Em xin lỗi ạ, em có mắt như mù ạ. Thật lòng đối đãi với khách hàng thì mới có được niềm tin từ khách hàng. Thái độ của cô đã đuổi đi bao nhiêu người rồi, tổn thất được công ty, cô có bù được không? Chị ơi, chị em cơ hội để sửa sai được không ạ? Cơ hội chỉ đến một lần, cô đã làm cho tôi và bao nhiêu người mất niềm tin rồi. Kể từ hôm nay, cô không cần phải làm việc ở đây nữa. Chị ơi, chị vui lòng đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào công ty ạ. Tôi không đeo, tại sao? Chị ơi, nếu chị không đeo, chị không được vào đâu. À, tôi có một cái khẩu trang đây, chị dùng đi. Anh cho thuốc mê rồi định hại tôi thì sao? Ôi kìa, đang trong thời điểm Covid khó khăn, khẩu trang rất khan hiếm. Chị làm như thế là lãng phí lắm đấy ạ. Tôi bảo anh tránh ra, không nhỡ kiểu tôi. Không có, chị không được vào đâu ạ. Cái đồ dâm dây đê tiện này. Đồ biến thái, cho thuốc mê vào khẩu trang rồi sàm sỡ người ta như này đây. Tôi chưa làm gì chị mà. Cái gì mà không làm gì? Mẹ ơi, ra đây mà xem đi. Hợp đồng này tôi không ký nữa. Chị dựa vào đâu mà quyết định như thế? Dựa vào tôi là giám đốc công ty này. Chị ơi, cô không tôn trọng tính mạng của mình thì tôi không quan tâm. Nhưng cô phải tôn trọng những người ngoài kia. Họ không màng tính mạng của họ để chống lại với dịch bệnh. Hợp đồng này tôi không ký nữa. Vương, tiễn khách. Mời chị. Chị ơi, cái túi này có phải của chị không ạ? Của tôi đấy. Tiền ở trong đây, cậu có động vào không đấy? Dạ, không ạ. Không phải đồ của em thì em không động vào đâu ạ. À, chị ơi, em làm việc ở công ty cũng được 3 tháng rồi. Nhưng mà gia đình em có việc gấp, em có thể xin nghỉ việc. Nhưng vẫn được hưởng 100% lương được không ạ? Alo, ok, để tôi sắp xếp người nhá. Dạ, nếu chị bận, em xin phép đi trước ạ. Đợi đã. Ly, chị có em ạ? Em làm thủ tục thôi việc cho cậu ấy nhá. Nhớ thanh toán lương đầy đủ. Dạ vâng ạ. Cậu cầm lấy. Đây là phần thưởng cho lòng trung thực của cậu. Chị đừng nói như thế. Đấy là bổn phận của em thôi ạ. Bố phải phẫu thuật gấp đi ạ. Dạ vâng. Mẹ cứ bình tĩnh. Chuyện tiền nong cứ để con lo. Mẹ cứ yên tâm đi ạ. Cứ cầm lấy đi. Còn lo việc cho bố nữa. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị ạ. Giới thiệu với mọi người, đây là Vân, nhân viên mới của phòng chúng ta. Em chào các anh chị ạ, em là sinh viên mới ra trường, mong các anh chị giúp đỡ ạ. Đây không rảnh đâu mà giúp đỡ nhá, em sẽ cố gắng học hỏi ạ. Đây là công ty, sai một ly là đi một dặm đấy. Mọi người tập trung làm việc đi nhá. Cô Ly, cô ra trao đổi với tôi một chút. Vâng ạ. Nội dung mới cô làm quá chán, cô làm lại ngay cho tôi. Vâng ạ. Vân, chị có dự án mới rất lớn, chị giao cho em, mai làm xong rồi nộp cho chị nhá. Làm tốt sẽ có thưởng đấy. Em cảm ơn chị ạ. Dự án này ai làm? Vân đấy ạ. Là em. Dự án này tôi giao cho cô, tại sao cô lại đẩy cho người mới? Là do Vân chủ động xin làm đấy chứ ạ. Ai ngờ sinh viên mới ra trường kém cỏi thế không biết. Dự án này rất vừa ý của tôi. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là chị Vân chủ tịch, từ tổng công ty xuống khảo sát chúng ta một tuần. Chị... Trong quá trình làm việc, tôi phát hiện có người cứ mở miệng ra là chê bai sinh viên mới ra trường, trong khi năng lực và sự cố gắng còn không bằng một nửa. Cường, có biết người đầu tiên bị sa thải là ai rồi đấy?